chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Duyên Biển. Hôm nay giới thiệu với các bạn về một thuyền mặt trục rất là đặc biệt các bạn. Hiện tại mình đang ở Đà Nẵng, một đất thành phố xinh đẹp các bạn. Mình từ Đà Nẵng lúc 4 giờ sáng, bây giờ là 2 giờ chiều và đã lên được thuyền rồi. Bây giờ anh em đang ra sao. Màn chụp này thì có 4 sao các bạn, ra 2 sao Đông Mỹ Thuyền ấy. Thuyền này có một cái rất là đặc biệt, cái đặc biệt đấy thì mình sẽ nói sau nha. Còn hai cánh tay sau lái nữa, đây một cái và bên kia một cái, chuẩn bị đưa ra luôn. Rồi các bạn, bên cánh tay bên này sau lái đã ra rồi này, đang tơi ra đấy. Rồi qua con giấy này, về đầu kia con lăn và qua này. Vậy là đã ra được các bạn, còn một sao bên kia thôi, 3 sao đã được ra rồi. Rồi các bạn, cái này là cái cuối cùng đang cào ra đấy. Hôm nay đọc cùng các bạn thông cảm, và mình ở Huế cho nên hôm nay vào Đà Nẵng đau bụng quá, nhưng mà gắng để đi các bạn, vì thuyền hôm nay đi ấy, cho nên phải lỡ rồi phải đi luôn. Giọng hơi khan là sốt cao quá. Cái này là cái cuối cùng nha các bạn. Như vậy thì thuyền giống đã ra xong 4 cái, hôm nay là có 1 sao là có 3 giấy phụ, còn sau lại này là 2 giấy thôi. Xa lắm. Đây là anh phù phù đắp tơi, khi nào cần tơi sẽ tơi. Rồi các bạn, như vậy là đã ra 4 sao đây này, đang đẹp hết rồi. Những cái giấy này là giấy phù phù để sao qua kia nó nắng thêm ấy. Còn đây là tơi này là tơi chi của 2 cái sau lại các bạn. Còn 2 cái đầu mũi á là tơi đầu mũi ấy. Mỗi thuyền là mỗi cách đánh bắt khác nhau. Thì 2 cái này thì tơi đầu mũi, 2 cái sau kia thì tơi sau lái. Còn bên cái táng này thì mình chưa rõ nhiệm vụ. Thuyền chuẩn bị cào neo để ra khơi các bạn. Chúc cho một chuyến đi thuận buồm xuôi gió, nhiều cá nhiều mực, cá ấp đầy khoang các bạn. Rồi anh em bắt đầu tơi neo lên các bạn, bắt đầu xuất hành. Đây đang cào neo lên đấy. Rồi như vậy là neo đã được lên thuyền. Let's go. Bắt đầu ra khơi các bạn. Ôi, mình cảm cùng các bạn cho nên là ho nhiều quá. Các bạn thông cảm nhé. Rồi khi nào ra đến điểm thì mình sẽ quay tiếp nhá. Bây giờ mình vào nằm ngủ đã, mệt quá. Bây giờ đang chạy ra các bạn. Tại sạt đảo luôn này. Vừa ra học cửa Đà Nẵng xong. Thì cái này cảm thấy nhàn quá các bạn. Lần đầu tiên trải nghiệm mỗi thuyền, mỗi nơi đánh bắt khác nhau.
Nhưng mà đi thuyền này mình cảm thấy hay quá. Đó, thứ nhất là gần bờ, sát bờ luôn. Đấy, các bạn thấy đảo chưa? Mình không biết thuyền trưởng chạy đi làm chỗ nào đây mà đi ga nhẹ quá, cực nhẹ, vừa lời dâu nữa. Chắc là cũng gần đây thôi. Rồi, đến điểm rồi các bạn. Bây giờ thuyền mình sẽ thả dù. Dạ. Anh em đang bùa thả dù các bạn. Hiện tại là 6 giờ tối rồi. Thả dù, dù đang nở các bạn, để cho thuyền sẽ trôi theo nước. Những nghề mà làm bằng ánh sáng này thì cần sẽ thả dù hết. Và thuyền mình cũng đã lên đèn luôn. Thuyền chúng mình chạy lẹt các bạn, lẹt 3 mắt, 170 quả, 2 gian và sau lái nữa. Ui, sáng quá. Còn siêu thì tầm này mình có điểm là được gần 30 quả siêu. Nhưng mà siêu không bật, chỉ mà chơi lẹt thôi. Để các bạn xem này. Hai gian hai bên. Ngoài này có bóng ngầm các bạn, bóng ngầm gì nữa đấy, đang thả xuống này. Nếu mình sẽ lên cabin quay bóng lẹt cho các bạn xem. Hiện tại là 7 giờ rồi các bạn, vừa lên điện xong. Bây giờ anh em buộc đầy thì tí nữa sẽ đánh lưới làm việc, thắt đầy lại. Giới thiệu với các bạn là thuyền mình chụp đây là 4 sao các bạn. Ở đây là những cái cột trụ để nâng đỡ hoặc là bay lại. Còn đây là có hai cái cột, một cột là cào lưới lên và một cột là cào chì lên. Đây là anh trai con của thuyền trưởng các bạn, chưa có người yêu đâu. Bạn gái nào mà muốn yêu thì mình cho số điện thoại cho. Chấm làm biển rồi các bạn, quên yêu rồi. Còn đây là tơi thủy lực, hai cái này là tơi chi, tơi vàng chi đây lên các bạn này. Còn bên này là cái này thì mình chưa rõ được cái tang này á. Bên đây thì có hai tang nữa, hai tang này làm bằng điện ba pha. Hai tang này mục đích là để tơi hai cái dây hai bên lên, chi tơi chi lên. Đấy. Còn đây là có cần số. Cần số này thì mình cũng chưa biết để làm gì. Mình tối đánh lưới mình sẽ quay cho các bạn xem. Còn đây là sân nắp. Vì sao thuyền này có một điều đặc biệt các bạn? Thì mình nói từ đâu ấy? Cái điều đặc biệt nằm dưới này này. Nằm dưới này. Đánh lưới xong mình mới quay được. Mình nghe thì lâu rồi nhưng bây giờ trải nghiệm thì nó nằm như thế này. Thì nếu có cá thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Điều đặc biệt nằm ở dưới này. Về thuyền mặt chụp vỏ gỗ. Còn đây là vàng lưới. Vàng lưới để chụp cá đấy. Đầu kia thì những két dè để đừng. Thì nếu mình sẽ lên trên này quay cho các bạn xem siêu và led. Ngoài này thì nhìn đã đếm được các bạn. Hiện tại thì về bóng led này về đoàn Mân Trục ở Quảng Bình đấy, thì thuyền này là sở nhất, không có ai qua nữa rồi. Đó, vào đồng này cắm pin các bạn, cá đang vào đấy. Đây là không gian của thuyền trưởng. Đây là thuyền trưởng của bạn này, thuyền trưởng đấy. Bên đây là những automat, công tắc của những
đèn led. Đây là máy hành trình. Đây là cái máy gì này? Máy này mình chưa biết. Đây là chỗ ngủ của anh em dân biển. Đây là nước uống, thuyền thì uống nước lọc thôi. Ngoài này là không gian bếp. Không gian bếp nấu ăn. Đây là hầm máy. Bên này có một motor này. Motor này chắc là xe cua. Đây là bao hút và nước ngọt để hai bên chịu các bạn. Bên này là tủ bảo ôn. Cái sáo ấy. Không phải là cho mình xin lỗi nhá. Hôm nay có những automat đây này. Như vậy là đã xong không gian trong cabin. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra bên ngoài. Hôm nay có hai cái này để tơi hai cái cổng này các bạn. Tơi chi đá đấy. Đầu kia hai cái, ngoài này hai cái. Còn đây là nước, phi nước. Anh em đang ngồi chơi. Hiện tại thuyền mình đi là 5 người, mình nữa là 6. Đã phát hiện thấy cá chim nuôi các bạn. Này mấy anh em ngồi ngoài này thì có cá chim. Đang ngồi gọi điện cho vợ. Giờ mình sẽ leo. Lên đây đi ngủ mát nè. Lên đây ngủ các bạn. Đây giới thiệu các bạn led 3 mắt. Một hộp này là một led 3 mắt. Ui nóng quá. Sau lưng nóng quá. Tổng cộng là có 170 led. Siêu này thì không dùng. Quay ở sau lưng quay tới thôi. Quay trước mặt đối diện là nóng lắm. Siêu này rất là nóng. Quay này có này. Chuyện này chuẩn bị lắp thêm 100 cái bóng led này các bạn. Chết khủng quá. Này mình ngồi với ông thuyền trưởng á. Ông bảo là chuẩn bị lắp thêm 100 cái nữa. Quá cái gớp. Còn đây là năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời này dùng để sạc điện thoại và ngủ buổi trưa. Là bật quạt. Cái này là xả một máy. Như vậy là mình đã giới thiệu các bạn xong nhá. Kỷ nữa chỉ còn việc là đặt lưới là mình sẽ quay tiếp. Bây giờ anh em ngồi chơi đã. Nãy mình hỏi thuyền trưởng bảo tầm 9 giờ là sẽ đặt lưới. Thuyền trưởng đây này. Thuyền này được đóng vào năm 2014. Đấy. Đến giờ làm việc đó các bạn, những anh em ngư dân sẽ mặc những bộ đồ bảo hộ như áo mưa, bao tay và mũ vào để chuẩn bị làm việc. Ở đây có cá chim các bạn này, đấy, những con cá chấp chơi đấy, đây là cá chim. Anh em đang mặc đồ vào đây chuẩn bị làm việc. Hai người đầu thuyền và hai người sau lái sẽ kết hợp với nhau để
làm việc. Còn thuyền trưởng thì ở trong kia các bạn. Mình sẽ quay từng chi tiết của mỗi người làm việc cho anh em xem công việc của màn trục là như thế nào. Bắt đầu cào chi lên các bạn. Đây là chi của màn chập. Có một anh sẽ đứng đấy để phụ đẩy ra. Còn hai người sẽ tơi. Còn đây là thuyền trưởng. Thuyền trưởng điều khiển bộ tơi ba phá. Có một người kéo dây các bạn, kéo dây xuống nó chi nó xuống cho máu ấy, xuống tung cái máu đậm nhắn đấy. Như vậy là lưới đã được xuống này. Sau khi lưới xuống thì sẽ cào lên thì hai anh này đang cào lên. Hai anh này cào là một người một bên các bạn, bên đầu bên này và bên này là hai đầu hai bên. Gần lên đây này, gần lên thì sẽ có chốt, cái đây là chốt các bạn. Một dây là có một cái chốt, đấy. Như vậy là bên này đã xong, và còn đợi thêm bên này nữa. Đây là hai cánh đầu mũi thuyền. Cái này chuẩn bị vào để chốt này. Thuyền đã xong hai cái rồi các bạn, bây giờ sẽ ra sau lái. Ngoài này cũng có hai cái, ngoài này là một người thôi, một người điều khiển. Ngoài này có một anh điều khiển giống bên kia. Đây là được tự động các bạn, qua cái điều khiển remote. Cái này là bấm nó lên, bấm nó xuống. Ừ, như vậy là đã xong. Hai cái hai bên. Bây giờ công việc của thuyền trưởng là sẽ gom đèn. Gom từ cái đèn một. Đang gom đèn này các bạn. Ở đây thì có đau các bạn, hai cái đèn pha đèn góm ấy, thì khi nào tắt hết thì chỉ còn hai đèn này thôi các bạn. Trong này là led như thế này, nhưng mà led màu đậm màu đỏ đấy. Này mình hỏi thuyền trưởng đấy, các bạn thấy không, led màu đỏ, còn led trên đây là led sáng. Các bạn đã vào đấy, nhưng đứng hơi xa. Như vậy là đã tắt thiệt xíu rồi, chỉ còn hai cái bóng led này thôi các bạn. Và anh em đang chuẩn bị đợi lăn của thuyền trưởng. Anh này đang cầm hai tay hai chốt này, nào hô chốt là giật sát hai tay hai cái, cầm sẵn với các bạn, khi nào giật sát là nó ra.
chốt. Rồi như vậy đã chốt các bạn. Sau khi chốt thì vất lưới xuống. Cái này các bạn hình dung là nó như một cái nón ấy. Nó xuống dưới đáy ấy. Thì cái nón, cái vành, những cái vành to mình sẽ rút dây lại thì nó sẽ thắt. Màn chụp đây là như cái nón. Thấy cá trích đây. Những em cá trích. Đây thì có một cái đèn đèn bóng led ngầm. Rồi, sau khi chốt tầm 15 giây thì thuyền trưởng sẽ tơi lên. Đang tơi chi lên đây các bạn. Tơi chi lên các bạn thì thuyền trưởng sẽ lên đèn, lên phun đèn luôn để chuẩn bị cho cá nó tới và sẽ chụp mẻ tiếp theo. Còn mẻ đầu tiên như thế này thì đang tơi lên. Đi thuyền to như thế này mà đi tầm 5 người thôi, không cần phải nhiều người, 4 người làm việc, còn thuyền trưởng thì điều khiển máy móc. Như vậy là chi đã được lên các bạn. Cái tơi này này, cái tơi này là thuyền trưởng sẽ điều khiển. Chi lên rồi các bạn, bây giờ sẽ có một người sẽ tơi, tơi từng nhắn lên đấy, tơi lươn lên. Tơi nhiều khúc nó mới lên được các bạn. Đây thuyền trưởng này, đây là xếp, xếp ra đứng tơi luôn. Khúc này lên thì khúc kia xuống, khúc kia xuống thì khúc này lên. Đã thấy những em cá các bạn này, cá hố, cá nục và cá trích. Còn mực thì mình chưa nhìn thấy. Đáy ngoài kia, đáy nổi ngoài kia các bạn. Ngoài này là bùn, chụp sát đất đó, cho nên bùn nó lên. Em đang tơi lên. À, cá sông. Có thấy cá sông được các bạn. Cá sông này đắt đấy. Sông. Cá sông à? Ủa đây là thuyền trưởng quay công việc thuyền trưởng cho vợ xem. Coi ngoài biển vất vả, đúng không? Đây cá sông các bạn, đã máy vào đỏ luôn, toàn cá sông. Thấy con rấu đấy, bên này một con rồi này. Rồi anh em đang tơi lên, cùng mình xem kết quả mẻ này được bao nhiêu nhá. Cá sông nó bơi vào các bạn này. Con đang tháng bơi đấy là cá sông nhá. Con ở dưới kia thì cá nục và mực nữa, chuẩn bị lên đáy rồi. Và công việc của ngư dân anh em mang chụp.
về là đầy đà lên cả bạn. Wow, toàn cả sông, đà quá đà quá. Bây giờ sẽ kéo đầy bên này qua bên này để xả ra cả ra ở đây. Yami. Mỗi cho vai tấn hề, chụp phạt vai tấn tà. Toàn cả các bạn, một loài thôi. Một loài là gì, nhặt gì phân loài hơn. Cái này thì cho tí nó chết ta. Thuyền trưởng bảo trong máy con cá này các bạn, con cá vào nữa. Xong thì anh em sẽ gửi đồ bảo hộ áo mưa ra để chuẩn bị nhặt cá. Rồi giờ sẽ nhặt cá các bạn. Anh em sẽ nhặt cá. Bên thuyền trưởng sẽ buộc đầy lại. Ui, đây có mực này. Cào màn này là con gì dưới đây là chập hết các bạn. Bây giờ anh em nhặt cá đã xem được bao nhiêu két. Để nắp luôn rồi khỏi nhảy. Cá này có con sống các bạn cho nên là nhảy nên phù nhặt. Kém như một chơi là kém mét. Cả 4 muối. Một kẹt nhé. Kẹt này nó chờ tầm 200 các bạn, 200-300 như đấy. Tùy chờ. Chờ đắt thì 200-300. Cái này béo lắm. Luộc béo.
dùng vô đây cái thùng á, bốc được có dùng thùng nữa. Cả này tí phải rửa các bạn, rửa là kia nó bẩn, rửa sạch sẽ. Được gì các bạn, được thế là cá tươi thôi, cá mực tươi sống. Xong rồi các bạn, bây giờ sẽ sủi lược qua để cho cá nó tươi. Có đây các bạn này, điều tuyệt vời nhất là thuyền này là cái này. Các bạn chuẩn bị xem nha, đúng có điên à. Điều tuyệt vời là đấy các bạn này, đợi tí, đợi chút. Cái này là cá tầm 3, 6, 9, tầm 4, 50 kẹt chứ đấy. Mày đóng hơi đá chưa? Mày đóng lăn các bạn, thuyền này là có mày đóng lăn này. Đang bật vừa là ra đấy. Mày bảo hôn. Tắt đi, tắt đi. Lần quá các bạn, hơi nó ra lần này, lần quá. Mày bảo ổn đấy. Tắt đi. Lần đó đây, đây là máy bảo ổn của thuyền mình này. Xin cho lắm các bạn. Máy này tầm 1 triệu đấy. Một hầm thôi, một hầm một máy. Bây giờ chuẩn bị đưa cá xuống. Tuy là bảo ổn các bạn nhưng mà phải thêm đá. Thêm đá vào để cho nó tươi. Vì thuyền mình vào lúc nào cá cũng đắt tiền hơn những thuyền khác. Là do có cái máy này, cá nó đẹp, cứng. Cứng cá. Bạc mã này, ngư này, hố đầy đủ. Bên này một anh đang lấy đá lên này, còn anh dưới kia là đang lợp phù để chuẩn bị đưa cá xuống. Rồi giờ sẽ đưa cá xuống một két. Hết cả tầm 60 kẹt này các bạn. Đầu kia nữa này, 60 kẹt. Đúng chú có chờ đâu không á? Xong một lớp đấy các bạn, sẽ phủ một lớp đá lên, xương đá nhẹ thôi cho cá nó tốt đẹp.
thì thuyền mình ngày mai vào bán, sáng mai là vào cảng Thọ Quang Đà Nẵng bán cá rồi, cho nên phải vận phù đá để cho nó đẹp thôi. Đẹp cá thì giá nó sẽ được tăng nhiều hơn. Hiện nay còn 16 dế nữa, 16 kẹt đấy. Bóc lột những cái dế cá còn lại. Thuyền đi 5 người thôi các bạn, nhưng mà 4 người làm việc kín, làm nhanh lắm, tốc độ mình cảm thấy là làm nhanh đấy. Toàn là thanh niên cho nên làm cực nhanh. Rồi như vậy là đã mùa xong các bạn, mùa xong một mẻ cá. Như vậy là một mẻ cá đã kết thúc. Chuẩn bị qua mẻ cá thứ hai nhá. Mẻ cá thứ hai rồi mình sẽ quay tiếp. Chào các bạn, đây là mẻ màn chụp thứ hai của thuyền mình. Bây giờ là 9 giờ đêm rồi các bạn. Anh em đang vào tơi và lên chi. Cũng như mẻ trước, ở sau này đầu này thì có hai anh đang tơi đấy. Còn bên anh kia thì sẽ đưa chi ra. Đấy, tốt. Đưa ra. Bắt đầu thả xuống. Thả xuống nước. Bùm. Lưới nó tự chạy xuống các bạn, nó tự chạy xuống luôn. Sẽ tơi lên, đầu hai anh này tơi một cái bên kia và cái bên này là tơi hai cái lên. Còn ở sau lái á là có một chú cá vào các bạn này. Sau lái là vẫn có một chú quản lý cái máy tơi này. Máy tơi đây là bằng tơi báo phá và điều khiển bằng điều khiển trên tay các bạn, remote. Bấm phát là nó chạy, bấm phát là nó dừng. Các bạn thấy hiện đại không? Nào vào cái gúc kia là dừng lại. Rồi thả ra là nó dừng lại, bây giờ sẽ chốt. Có cái lè chốt đấy, rồi nới ra, rồi như vậy là nó đã bị siết chặt rồi. Còn một cái bên này nữa là hai cái cá chim các bạn này, cá chim. Bên này đã xong rồi các bạn. Ôi, xong hai cảnh luôn. Đây là có hai cái tơi. Tơi này để tơi cảnh lên. Còn bên kia là tơi của thủy lực. Tơi kia là mạnh hơn các bạn, khỏe lắm, khỏe như trấu ấy. Sau khi làm việc xong thì anh em sẽ làm những việc vặt việc nhỏ ấy, khoan dây lại hoặc là đứng đạp đạp lưa đừng cho nó ra và lấy voi để dồi bùn xuống. Rồi như vậy là thuyền mình đã ra chai xong,
bên này có một thuyền cửa lớn các bạn này, tàu sắt vận chuyển hàng hóa Đức Phúc 38, tàu rất là lớn, đang chạy sát thuyền mìn. Còn trong này thì thuyền trưởng sẽ gom đen, gom bóng lén lại các bạn, gom lại tắt từng cái một. Bên này cũng vậy này. Tắt ở trong này là ngoài này nó tắt các bạn. Đây. Chói mắt quá. Gom từ từ các bạn, khi nào mà hết thì thôi. Ở đây thì có hai cái bóng gom. Đang lấy đá mai mai các bạn, mai tang để cho nó có cái đồ mã sạt ấy, nó chỉ là tươi lên nó khỏe hơn. Vì cái tang bằng đồng này nó trớn lắm. Đang ngồi chơi các bạn, ngồi chơi tí nữa rồi bắt đầu khi nào thân trưởng hố chốt thì sẽ giật chốt tay. Rồi, cả bóng lén đã được tắt hết rồi các bạn. Bây giờ thuyền trưởng sẽ đợi cá vào thôi. Khi nào cá vào thì sẽ hô chốt. Mình thấy cá trích này, mình em cá trích và cá cơm. Chuẩn bị các bạn. Hello các bạn, cá nó quá rồi, đợi nó vào lại đã. Đợi nó vào giữa thuyền là mới chụp được các bạn. Trường đang xem máy do đấy. Rồi, rạng vào đi nữa đi, rạng vào đi nữa đi. Chỗ này, chỗ đây. Chìm ra đây các bạn này. Rồi, chỗ đi, rạng vào đi nữa đi. Chỗ đi, đây. Để ra, cố đi, cố đi. Dạ. Đây, cả chim nó vào đây rồi các bạn, vào theo đen rồi. Đây, nằm đây thôi. Rồi. Đang đợi cả tháng vào nữa. Không? Đi đây. Đi hoàn được rồi. Quá bên, quá bên tế rồi. Ôi, ta đủ con rồi. Vậy rồi. Nó vào luôn lại được các bạn. Rồi chốt. Dạ. Yeah.
đi lại luôn thế này. Lại đây là chuột các bạn. Đây là lưới này. Bây giờ sẽ tơi lên luôn. Ở đây tơi thì thuyền trưởng sẽ lên điện các bạn, lên điện led. Nằm trong lại rồi các bạn, cá chim nó nằm trong lưới rồi. Rồi rồi bùn nó chảy, đã sập thuyền. Màn chụp đây là chụp sạt đất luôn, cho nên bùn nó lên nhiều lắm. Đang đợi chi tơi lên, chưa để cho tơi từ đâu là quay các bạn, còn từ quay nhẹ với khi nào mà lên gần thì là thuyền trưởng sẽ bấm nút là sẽ tốt, thả dần từ quay với anh em ngồi rời giải lao đang đợi chi lên. Đường bấm nút các bạn dừng lại, như vậy là chi đã được lên và anh em chuẩn bị gỡ rối ra, lên một chút nữa, cái đang mắc lưới ấy. Hạ chi xuống. Chi này nặng 1,5 tấn các bạn. Này mình có hỏi thuyền trưởng là chi này nặng bao nhiêu. Thuyền trưởng bảo là 1,5 tấn. Sôi nước nó bùn nó xuống ấy. Bùn nhiều lắm. Xuống bàn, xuống nhà ra từ này. Nó nhà ra từ ấy. Rồi như vậy là đã xuống rất là nhẹ nhàng. Rồi xong, bây giờ chỉ việc tơi lưới lên thôi. Cái này cũng được bật tự động các bạn này. Điều khiển ở trong này á. Đây là cái điều khiển. Cái này điều khiển các bạn này. Giờ sẽ tơi lưới lên.
con đụt cuối các bạn. Và đầy là được lên. Đưa đầy qua bên này bắt đầu xả cá ra. Đây nhìn thấy một con cá hố. Mẹ này cá sô lô nhiều quá. Cá hố này, cá nục này, cá trích này, cá chim này, cá song này, nhiều loại. Có con mực. Ít quá các bạn, mẹ này ít quá. Chiều là cá chim. Này vất vất hả? Phóng xin luôn mực này. Bây giờ sẽ nhặt mực với cá. Bên này là cá hố, hai loài. Hố này là nằn rọt luôn các bạn. Để rọt nó vào thương lại mua là chế. Cho nên phải nằn rọt luôn. Bên này là những em cá chim. Con nó chết đã nó nhặt sau. Vậy nó nhảy 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 lên. Đại là 12 giờ rồi. Thì chúng mình sẽ đánh tiếp. Đường sẽ gom từng cái một. Đèn từ từ đấy các bạn. Cá nó vào là gom. Rồi như vậy là tắt hết bóng rồi các bạn. Chuẩn bị chụp. Đang
đợi cá vào đấy, khi nào cá vào là chốt. Chỗ thì vắt lưới xuống. Măn nó từ xuống rồi các bạn. Cho măn là chim xuống đất đã bắt đầu tơi lên. Tơi cái này lên. Rồi đã tơi lên luôn. Chuẩn bị lên điện các bạn, lên điện sáng để trực tiếp. Đấy, lên điện đấy. Đèn led đây lên nhanh lắm. Lên ngang này rồi bắt đầu gai là gai số. Gai số nó sẽ đi từ từ và chậm chậm rãi. Bây giờ nó sẽ đi từ từ thôi các bạn này. Lên các bạn. Chi kia nó mắc. Rồi chuẩn bị hạ xuống.
đến đây các bạn. Chuẩn bị xả đầy đó. Rù, mình nhìn thấy toàn là rù các bạn. Bắn nục ấy. Nhặt mực. Đủ loại các bạn. Cá hố, cá nục, mực. Ghe này, đâu kia còn con ghe. Chết rồi các bạn, rồi bắt đầu nhặt cái con sóng này, nó nhảy vậy nó văng tung tóe. Bên này là cá hố này. Thật đường móc môi câu cá chua các bạn. Ơi nó chưa ăn rồi một con. Ô kéo chết, kéo lên luôn. Cần sửa đỡ giúp, sửa đỡ giúp. Ôi mặc ghế rồi, mặc ghế rồi. Con rồi đó các bạn, con hai con dưới điện này câu luôn. Móc lưới vào, múc thêm một con nữa. Con bên kia rồi. Rồi chuẩn bị.
bạn quấn lên để tạt tiếp. Ngoài kia các bạn, ngoài xa rồi, chuẩn bị nó vào rồi, nhìn nó vào rồi. Chê là chê, chê môi đấy. Rồi, dín. Mày à bưới. Kéo. Solo luôn các bạn, solo với cả luôn. Còn một con này đây này. Thì nó sẽ cấu con kia luôn. Con này các bạn này, một con bên này. Ô bên đi, quá bên đi rồi. Quá bên này. Ngoài đi. Đóng thế. Đó chế rồi. Còn một con này là đang tìm hai con kia. Đó chế rồi các bạn. Rồi anh em nhặt cá. Đông lạnh đấy các bạn, có máy bảo ổn đấy, mát lắm. Máy bảo ổn nằm bên này. Còn hai con nữa, này còn một con mà nó tới thêm một con nữa, nhưng mà câu nó không ăn.
Rồi mùa xong rồi các bạn, bây giờ bật bật máy, máy bảo ôn. Các bạn chuẩn bị xem này. Chai trực tiếp mà thứ tư các bạn, hiện tại là 1:30 rồi. Mẹ đây là mẹ thứ tư của thuyền mình, anh em bắt đầu ra chai đấy. Đã lên rồi, còn là phía ngoài kia nữa. Rồi ngoài kia cũng lên rồi các bạn, như vậy là đã xong. Và anh em sẽ đợi góp đèn và chốt. Như vậy là đã chốt được các bạn. Đây này, đây nở bung ra luôn, như một cái nón. Giờ đang tơi lên đấy. Đây là phần đầy các bạn này, các bạn đã thấy chưa? Nó nở như một cái nón vậy á. Rất là đẹp. À, có vài con cá chim vào rồi. Lên điền luôn các bạn này. Lên điền để tí nữa cá nó tới chụp tiếp. Ngày này là chụp liên tục, nhặt cá xong là chụp các bạn. Như vậy là chi đã lên đấy các bạn này, chi lên là thấy cá này, toàn cá xong. Chi lưới cũng có các bạn này. Mắc rồi luôn, phải gờ rồi đó là. Giờ anh em sẽ phù để cào lại cho nó thông luôn nè các bạn. Bây giờ nó bị rối rồi. Đạp đưa ra ngoài cái mình lục lục cái đi.
cuối cùng vật lộn với nó xong. Lâu rồi các bạn, nó mắc vay vò gỡ lâu quá. Đây là cá này, cá được lấy ra từ trong đáy 2-3 két gì đấy, 3 két. Bên kia có 1 két nữa, chuẩn bị tơi lên. Đây là cá các bạn, mẻ này khá đấy, các bạn cũng đón xem nha. Anh em quá vất vả để mà gỡ rồi ra đấy, quá lâu mà mắc kinh khủng quá. Rồi bây giờ cào lên. Cào lại lên các bạn, cá này, cá vẫn còn sống, 2-3 tiếng gỡ rồi mà nữa. Vẫn còn sống này, cá sông bơi lên này, 3 tiếng rồi, có cá sông này, cá lím và cá hố, cá chim đấy, thêm cá nục nữa các bạn, thì cá giờ kia là truy lên. Có cá sữa nữa. Cá sông đang già tắm đấy các bạn. Cá đấy các bạn này, cá nó bơi lên này, con sống hết. Dưới đây này, thì những cái lưới sắt này là trong kia là cá hết. Nhưng mà không biết là nhiều hay ít các bạn. Chuẩn bị tơi lên là mới biết. Cái này nó sống dãi lắm, dãi như đĩa. Đây, tơi lên. Lời ngài đi đâu. Đây, đầy cuối cùng đây các bạn. Ngoại đầy đây. Ui đẹp đó các bạn, nó đẹp đó, cá già tắm rồi, mê thương rồi các bạn, yes, này, cá này đi đặc luôn, đây, nó đẹp đấy anh ạ, đi đặc đấy, nhỏ cá rô phi nữa. Giống như là tụt cá đấy. Ê, cá sau này này. Ê, đẹp chưa? Ha ha. Một loài cá luôn. Vẫn còn ho các bạn. Rồi như vậy đã lên đáy đấy các bạn. Cá nó sát đấy, nó nhảy sao. Hay giấy lên khu cho khoe. Hai dây các bạn, một dây lên nổi thôi. Xả ra các bạn. Chuẩn bị xả ra đây. Các bạn xem khả. Cá đây, một loài cá luôn, đà quá. Nghiêng thuyền luôn. Còn cá nhỏ nữa, cá nhỏ xinh xắn. Đây,
Bây giờ đây là chết các bạn, đây là chết rồi nhặt sau. Rồi nhìn cái uống nước nè, nó chết rồi nhặt sau. Rồi giờ nhặt cá vào kẹt các bạn. Nhặt vào thì rửa cá rồi bắt đầu muối. Bạn nào yêu dân biển là nhắn tin nhá để mình trả lời cho. Ở đây nhiều anh thanh niên ngư dân chưa có vợ lắm, đặc biệt là chú tàu. Rồi giờ bọc cá xuống muối. Chứ ở dưới nó mát sướng nghe. Chứ lên nó chứ ở ứng mấy. Rồi để đây. Chúng cá gặp chuyện của nó này cái máu. Rồi. Nhìn qua nước đá các bạn, nước đá cho nó tươi đẹp cả. Nhìn qua nước đá xong là để nắp tôn luôn. Tính là khờ đoá luôn hề. Ờ chưa lắm đâu. Ban à. Lắm là đi. Lắm vô 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 ven à. Lắm một lưỡi á. Lắm tí tí. Thế là tí tao khỏe hơn. Khỏe hơn à? Thằng lãnh là nước cáo tiêu giá thôi, cho đến bắt tuy lại phong ấy. Người lại đá các bạn, một người mua cá, người nhặt cá, người rửa cá, người đưa cá, mình quay. Nga 5 6 tiếng bắt con đi nữa. Rồi như vậy là muối xong rồi các bạn, chuẩn bị đầy hâm lại rồi anh em tắm rửa nghỉ ngơi. Tạm được gì thế ạ? Đồ ăn qua đây thì em ai đâu.